Lung linh đêm hội trăng rằm là chủ đề của hội thi thiết kế mô hình đèn trung thu sáng tạo năm 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công tổ chức, nhằm đem đến cho các em thiếu nhi có một cái Tết Trung Thu rộn ràng, ý nghĩa, phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam. Những ngày này, ở các xã phường trên địa bàn thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các mô hình đèn Trung Thu độc đáo để tham gia tại đêm hội trăng rằm. Không kể thời gian sớm, tối, bà con nhân dân tổ dân phố 4 phường Thắng Lợi khẩn trương hoàn thiện mô hình đèn lồng được thiết kế hình con rồng với chiều dài 15m, cao 4,5m và rộng 3,5m. Đây là mô hình đèn Trung Thu lớn nhất của tổ từ trước tới nay và được phường chọn làm đại diện tham gia chương trình vui Tết Trung Thu do thành phố tổ chức. Được biết, trước khi triển khai làm mô hình đèn Trung Thu, tổ đã tổ chức họp dân để xin ý kiến các hộ dân trong tổ cùng tham gia ý tưởng thiết kế. Trong đó, những người có kỹ thuật về cơ khí, khéo tay được huy động để thi công làm kết cấu khung, tạo dáng, trang trí, đảm bảo các tiêu chí về thẩm mỹ cũng như chất lượng. Tạo ra một cái sân chơi cho mọi người, cho nhất là các cháu thì chúng tôi quyết định làm cái con rồng này. Người làm ấy là tất cả các đảng viên, rồi người dân, rồi các cháu thanh thiếu niên là cùng tham gia làm. Và đặc biệt được hỗ trợ của gia đình anh Nghị, đây là một đảng viên. Rồi cũng có một cái xưởng cơ khí nhỏ như này thì anh ấy tạo điều kiện là, và anh là kỹ thuật chính. Có tay nghề rất là tốt, rất là cao và làm được các ý tưởng mà chúng tôi đề ra. Nếu nói về Tết Trung Thu là mình rất mong mỏi là các cháu cũng như cái tuổi thơ của mình ấy, là mình cũng được ca múa, gọi là cũng được ca hát. Bởi vì là từ cái ngày mình bé là mình cũng đã được ca hát và mình cũng muốn là các cháu đến bây giờ là với cái xã hội bây giờ các cháu phải được vui chơi, phải được sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước. Đấy, khi làm là cũng phấn đấu, rồi là cùng toàn thể mọi người là cũng phấn đấu để làm sao coi như là kịp được cái tiến độ. Tại phường Phố Cò, Ủy ban Nhân dân phường lấy ý tưởng từ chim hạc và trống đồng Đông Sơn để thiết kế mô hình đèn Trung Thu năm nay. Hình ảnh trống đồng được coi là bảo vật của Việt Nam. Hình ảnh chú chim hạc từ xưa tới nay được thể hiện như đôi cánh dài vươn cao. Thân hình chim hạc tuy mảnh mai nhưng đầy sức sống và nhiệt huyết. Mô hình không chỉ thể hiện hào khí Việt Nam mà còn có ý nghĩa sâu sắc về văn hóa truyền thống và niềm tự hào dân tộc. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường cũng đã tập trung chỉ đạo đối với đoàn thanh niên là xây dựng một cái mô hình, thiết kế một cái mô hình Trung Thu đèn sáng tạo để làm sao tạo một cái điểm nhấn với một cái khí thế mới để làm sao cho thiếu nhi của toàn phường được tham gia một cái lễ hội Trung Thu nó ấn tượng nhất và nó mang một cái ý nghĩa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Mặc dù bận rộn rất nhiều công việc, nhưng đợt này nghệ nhân Phạm Ngọc Thanh, xóm Đông Tiến, xã Tân Quang vẫn dành thời gian tham gia mô hình đèn Trung Thu cho các em thiếu nhi địa phương với biểu tượng con khủng long, với mong muốn mang đến cho các em nhỏ một ngày Trung Thu thật sự ý nghĩa. Tôi công dân địa phương ở đây thì về đây thì cũng muốn đóng góp một chút để cái phong trào Trung Thu cho các cháu, đấy là một cái lễ hội truyền thống của dân tộc thì ở đâu cũng thế thôi, cho nên là một cái đam mê nữa. Tinh thần với anh em mấy người ở đây thì từ hội cao tuổi như chú, các chú đây, thế mới hai nữa là một số đoàn thanh niên thì cũng hưởng ứng tranh thủ đóng góp để có một cái phần coi đóng góp cho các cháu, vì tuổi thơ ai cũng có một lần, bây giờ mình lại nhớ lại tuổi thơ, làm này sướng lắm, nhớ lại cái tuổi thơ. Điểm nhấn tại chương trình vui Tết Trung Thu do thành phố Sông Công tổ chức năm nay là hội thi thuyết minh mô hình đèn Trung Thu sáng tạo năm 2023. Ngay sau khi nhận được kế hoạch, Ủy ban Nhân dân các xã phường đã chủ động bàn bạc lên ý tưởng thiết kế xây dựng mô hình. Nhiều đơn vị đã có sự đổi mới đầu tư về nhân lực và kinh phí, được các đơn vị cá nhân xã hội hóa ủng hộ cao. Năm nay thì đoàn phường Cải Đan đến với hội thi với một cái mô hình mang tên là Khát vọng rồng thiêng. Qua đây thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ góp một phần nhỏ của đoàn phường tạo nên một mùa Trung Thu thật sự là ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn Sông Công. Mỗi mô hình đèn Trung Thu đến từ các xã phường đều có một ý nghĩa riêng, một thông điệp riêng. Đặc biệt là các mô hình đèn Trung Thu được thiết kế hình dáng mới mẻ và ứng dụng khoa học công nghệ để sáng tạo, chắc chắn sẽ đem đến những điều thú vị cho các em thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn thành phố Sông Công khi đến với chương trình Trung Thu năm nay. Đến thời điểm hiện tại thì qua nắm bắt
thì chúng tôi thấy rằng là ở các xã phường cũng đang tập trung cao độ cho việc chuẩn bị các cái mô hình đèn sáng tạo của đơn vị để tham gia cái hội thi. Có những cái mô hình đã được ứng dụng công nghệ vào trong cái việc tạo ra các cái hiệu ứng ánh sáng rồi cử động cho các cái mô hình, và hứa hẹn rằng là Trung thu năm nay thì sẽ có một cái không khí đúng như chủ đề của hội thi, đó là lung linh đêm hội trăng rằm. Chương trình vui Tết Trung thu năm 2023 với chủ đề lung linh đêm hội trăng rằm tổ chức từ 19 giờ đến 22 giờ thứ sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023, tức ngày 15 tháng 8 âm lịch, tại quảng trường mùng 1 tháng 7 thành phố, cũng có nhiều hoạt động sôi nổi bổ ích với nhiều trải nghiệm mới cho các em thiếu nhi, đặc biệt là các màn biểu diễn văn nghệ hòa mình vào không khí rộn ràng của tiếng trống hội cùng các đội múa lân rước đèn. Có thể nói, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và sáng tạo cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân, góp phần tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.